Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với anh chị hai căn nhà xây mới với diện tích là 55m một căn, hướng chính nam, được xây dựng 5 tầng, có thang máy, ô tô 7 chỗ vào nhà. Căn nhà chúng ta thì nằm trên mặt ngõ của chợ, có thể kinh doanh tốt. Đây, mặt ngõ chợ đây, kinh doanh rất là tốt, ở thì cũng rất là ok. Ngõ ô tô thoải mái, xe để thoải mái để ngày đêm. Với tầng 1 là gara ô tô hoặc sảnh bán hàng, bên phía trong là bếp. Tầng 2 là phòng khách và phòng ngủ. Tầng 3 và tầng 4 là tầng 2 phòng ngủ, tầng 5 là phòng thờ sân phơi. Rất là thuận tiện cho việc sử dụng. Rất là tiện. Đấy, anh chị nào quan tâm nhà kinh doanh khu vực Hoàng Văn Thái, Vương Thừa Vũ thì hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé. Còn tiến độ chắc một vài ngày tới thì sẽ xong khu trong, thì em sẽ quay chi tiết phía trong cho anh chị. Còn phía ngoài thì rất là rõ ràng rồi. Cái căn này rất là phù hợp, diện tích rộng, mặt tiền 3m8 cơ. Đấy. Rồi, rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.